rồi, áo của chú Thái đó. Nhưng mà chú Thái đi đâu mà lâu vậy bà? Chú Thái đi công chuyện rồi, bữa nay chú Thái về hơi trễ chút xíu. Ủa, mà sao đậu bắp hỏi chú Thái vậy? Bộ chơi với bà chán lắm hả? Có. Chơi với anh cũng như nhau mà. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà con thích chơi với ai hơn? Chơi như nhau à. Vậy á hả? Dạ. Sao như nhau? Bà với chú Thái đều thương con hết. Rồi á, bà còn nấu ăn ngon hơn chú Thái nữa. Vậy còn ba Dương với chú Thái thì sao? Đậu bắp thương ai hơn? Chắc là ba Dương, nhưng mà chỉ có chút xíu à. Ba Dương, chú Thái bà thương ai hơn? Cả ba Dương với lại chú Thái đều là con của bà hết, cho nên bà thương như nhau hết đó. Nhưng mà như nhau là sao? Phải có nhiều hơn chứ. À, thì ba Dương với chú Thái á giống như là hai cái tay của bà vậy nè. Đó, nếu thiếu đi một cái thì bà sẽ rất là buồn, cho nên bà phải có đủ cả hai cái luôn. Đậu bắp hiểu chưa? Hiểu. Thôi, mình ra đi chơi đi. Ui. Chân mẹ bị đau nữa hả? Tạm như mấy bữa nay trở trời, cái khớp nó hành nữa nè. Chân cẳng vậy mà cứ làm mấy cái việc nặng nhọc không à. Mẹ cũng có tuổi rồi, đâu còn trẻ đâu. Mình phải lo cho sức khỏe của mình nữa chứ. Trời ơi, làm gì đâu nặng. Lá cây nó cứ rớt trên mái nhà hoài hà. Mẹ sợ mưa xuống nó nghẹt cái máng xối, cho nên tính ra dọn lại thôi. Thôi mấy cái việc đó để con kêu người về làm cho. Chứ bây giờ mẹ leo lên là lỡ bị té hay gì khổ nữa. Thôi, chuyện có chút xíu à, tự nhiên kêu người chi tốn tiền. Mẹ làm cái một là xong hả? Mẹ chuẩn bị đi chợ nha. Dạ. Gì?
Đây. Nay là bác đi chơi vui không? Chơi vui. Một mình anh dọn hết á hả? Ừ. Giỏi ghê ta. Em tưởng đâu là đi lộn nhà ai chứ. Chú Thái nó xạo quá à. Hai chú cháu làm quá. Về rồi đó hả? Dạ. Có anh hai về đây vui quá à. Dạ. Ước gì ba của con về đây ở luôn cho cả gia đình mình đoàn tụ ha. Dạ, với lại con còn thích chú Đạt với cô Hân ở đây chung nữa. Đậu bắp tham quá à. Nhưng mà chú Thái cũng thích. Thôi chú cháu mình vô. Dạ. Diệu đó. Gì? Gì đi chợ hả? Ờ. Để con chở gì đi nha. Ờ, thôi khỏi. Chợ cũng gần mà. Bình thường cũng đi bộ không à. Đi bộ là do không có ai chở. Nay có con ở nhà, để con chở gì đi. Đi chợ nhanh rồi còn về nấu ăn nữa. Chứ đậu bắp nó dậy á, con sợ đói bụng. Dì chờ con chút nha. Con lấy xe. Dì đứng đây chờ con một chút nha. Con lấy cái xe. Ê, trời đất ơi. Cậu này đi đứng kiểu kỳ cục vậy? Kiểu gì là kiểu gì? Bà đứng giữa đường vậy đó hả? Người ta đứng sát vô đây rồi mà nói giữa đường. Ủa cậu không thấy hả? Không thấy là sao? Ý bà nói tôi đuôi hả? Cậu... Ê! Hả? Anh làm gì đó? Tao làm gì kệ tao? Ai biết bắt cà chớn? Nói chuyện đàng hoàng nha, không đụng tay đụng chân. Mày muốn gì? Anh muốn gì là anh muốn hả? Gì? Hả? Đụng tới mẹ tôi là không có xong đâu. Thôi bỏ đi con. Coi chừng tao nha. Dì có sao không? Không sao. Đưa đây con cầm cho. Dì cảm ơn con hồi nãy đã binh dì nha. Dạ. Chuyện đó có gì đâu mà cảm ơn cái gì. Cũng may con nhận là con của dì, cho nên họ mới không dám làm gì. Con chỉ nói sự thật thôi mà. Mấy này á, con có nói chuyện với Thái rồi cũng thấy được nhiều chuyện. Trước giờ dì thương con nhiều vậy mà con lại hiểu lầm gì. Tại lúc đó con còn nhỏ, suy nghĩ nông cạn. Dì đừng có giận con nha. Giận gì mà giận, ai thèm giận chứ. Dì đừng có khóc như vậy. Mất công thằng Thái nó thấy á, nó lại nghĩ con làm gì khiến dì buồn. Ai mà thèm khóc. Thôi, dì xuống bếp nấu đồ ăn nha. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.